kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, kết hợp với ảnh hưởng của dòng xiết gió tây trên cao gây mưa khiến cảm giác rét càng rõ rệt hơn. Nhiệt độ ban đêm tại hầu hết các tỉnh khu vực miền Bắc đã xuống dưới 17 độ. Tại một số địa phương vùng núi sáng và đêm rét đậm chỉ còn ở mức 13 độ, nhiều khu vực núi cao xuống 8 độ. Tại các tỉnh Trung Bộ còn chịu tác động của gió mùa đông bắc có cường độ không mạnh nên mưa chỉ còn diễn ra một vài nơi với lượng nhỏ nên nhiệt tăng nhẹ. Các tỉnh thành phía Nam trời vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng cả ngày. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, đợt rét này suy yếu, tuy nhiên ngay sau đó khoảng chiều tối ngày 1 tháng 12 và ngày 3 tháng 12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường nên giá rét sẽ duy trì ít nhất là 5 ngày nữa. Các tỉnh miền Nam vẫn nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm qua đã đón đợt giảm nhiệt mạnh nhất từ đầu mùa đông khi toàn khu vực bị bao phủ bởi mưa lạnh và gió rét. Nhiệt độ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội thậm chí xuống dưới 15 độ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như tại Hà Giang, Cao Bằng hay Bắc Cạn, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 16 độ. Ở đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn, nhiệt độ chỉ còn 6,4 độ, trời rét buốt. Nhiệt độ giảm sâu là do xuất hiện đới mây đi qua khu vực Bắc Bộ gây ra mưa làm cho độ ẩm không khí đạt đến mức là từ 85 cho đến 100%. Sang ngày hôm nay thì mưa cũng giảm dần nhưng trời vẫn phổ biến là nhiều mây, mưa vẫn còn xảy ra ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, miền Nam đồng bằng trong đó thủ đô Hà Nội nên nhiệt độ tại khu vực thủ đô Hà Nội tăng chậm lên ngưỡng từ 19 đến 20 độ, trời vẫn rét cả ngày. Đêm nay thì nhiệt độ giảm thấp khoảng 16 độ với độ ẩm không khí tại đây là 80%. Ở khu vực ngoại thành vùng núi thì nhiệt độ xuống mức thấp hơn khoảng 15 độ. Điểm đặc biệt của đợt rét này là giá rét duy trì cả ngày lẫn đêm. Do vậy ban ngày nhiệt độ chỉ nhích lên đôi chút, chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm không cao. Xuống trong ngày mai thì nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thủ đô cũng chỉ ở mức là 21 độ và trời không có nắng. Sang ngày hôm nay thì do không khí lạnh kết hợp với dòng gió tây mạnh nên tại khu vực các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng trời vẫn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Ở khu vực vùng núi thì một vài nơi có rét đậm. Đối với vùng nội thành thành phố do tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh nên vẫn bị bao trùm bởi cái rét, trời tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa xuất hiện nên nhiệt ngày đêm có tăng song không đáng kể và duy trì ở mức từ 16 đến 19 độ với độ ẩm 90%. Như vậy là trong ngày hôm nay thì khu vực thành phố còn duy trì kiểu thời tiết âm u, có mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 nền nhiệt nhích lên chút ít, trời có thể hưởng nắng và ấm lên hơn so với mức nhiệt tăng dần. Trong khi ngày hôm nay thì các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục trải qua một ngày rét kéo dài cả ngày khi nhiệt độ vẫn ở ngưỡng thấp dù không khí lạnh có xu hướng suy yếu thì ở khu vực Trung Trung Bộ chỉ còn chịu tác động yếu của không khí lạnh nên nền nhiệt độ tăng, trời hết mưa. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay, trời còn nhiều mây và có mưa nhẹ, nhiệt độ trong mức từ 24 đến 30 độ với độ ẩm từ 75 đến 80%. Xu hướng mây và mưa tại khu vực tiếp tục giảm dần và nhiệt độ tăng nhẹ. Không khí lạnh ở phía Bắc có cường độ suy yếu và di chuyển dần sang vùng biển phía đông của Trung Quốc. Rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu và lùi hẳn về phía Nam. Do vậy, khống chế thời tiết các tỉnh Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay chủ yếu là trường gió đông đông bắc từ rìa đông nam của bộ phận không khí lạnh suy yếu nên thời tiết hầu như ít thay đổi, trời khô hanh và ít mưa. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì trời hầu như không mưa nên sẽ khá thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt và các phương tiện tham gia giao thông. Nhiệt độ cao nhất trưa nay giữ ở mức 34 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời khả năng cao hơn khoảng từ 1 đến 2 độ nên sẽ khiến mọi người có cảm giác nóng bức. Nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 24 độ với độ ẩm trong không khí 55%. Mực nước các trạm Phú An trên sông Sài Gòn đang lên theo chiều, dự báo đỉnh chiều ngày hôm nay gần với mức báo động 2 và sẽ còn tiếp tục lên trong khoảng 4 đến 5 ngày nữa. Do thời tiết hầu như không mưa nên khả năng bị ngập do chiều trên địa bàn thành phố là không nhiều nên không gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Những ngày sau do đỉnh chiều lên cao, vùng ngập khả năng sẽ mở rộng hơn nhưng sẽ không nghiêm trọng như đợt chiều cường lịch sử xảy ra hồi tháng 10 vừa qua. Ngày hôm nay thì dải mây dông phát triển trên khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Do vậy, tại thành phố Cần Thơ, trời duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa xuất hiện. Thời gian mưa ngắn nhưng do trời nhiều mây nên nắng có giảm hơn. Nhiệt độ trong ngày có giảm nhẹ hơn đôi chút và duy trì ở mức từ 25 đến 33 độ với độ ẩm 60%. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.